Tối ngày 25 tháng 11, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Thủ Đức và Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ băng nhóm thuê xe ô tô trộm cắp ở các biệt thự từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh. Công an đang tạm giữ Đào Mạnh Toàn, sinh năm 1980, Phạm Thị Bích Ngọc, sinh năm 1986 là vợ Toàn, và Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1979 cùng ngụ tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm trộm liên tỉnh sau 2 tháng lập chuyên án. Theo đó, công an xác định hai nghi can cầm đầu là Toàn và Hưng. Nhóm này thuê ô tô tự lái đã thay biển số giả từ tỉnh Nghệ An và di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, lựa các biệt thự để gây án. Ngày 25 tháng 11, trinh sát phát hiện Toàn, Hưng đang di chuyển ở quận Bình Thạnh nên khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật gây án. Công an xác định nhóm này gây ra 3 vụ ở quận Bình Thạnh, 3 vụ ở thành phố Thủ Đức, 1 vụ ở thành phố Đà Nẵng và 4 vụ ở các tỉnh thành khác. Nhóm này có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy và sẵn sàng tấn công lại công an. Hiện công an đang điều tra mở rộng.